Từ xưa là mẹ các bạn. Được rồi, bây giờ con thích mặt cười hay mặt khóc? Mặt cười. Mặt cười thì nét mặt như thế nào? Thôi, Đây là mặt cười này. Đây là mặt tê mặt đây. cáu này, mặt tức giận này, mặt bình thường này, đây mặt khóc nhè này, mặt mỉm cười này, còn mặt ngạc nhiên này. Thế con thích cái mặt như thế Đây là nào? mặt bức à. Tức giận đấy. Thế rồi cho em bé là mặt gì? Cho Mặt em bé cười đi. mặt cười. Đấy, con vẽ giống mặt cười đi. Nhìn các nét này, tô theo. Nếu là mắt ở đâu thì nhìn cho nó rõ vào. Rồi, thế cô không phải tẩy hết cả tóc của em. Vẽ lại tóc đi. Xén cả tóc rồi. Rồi thôi. Vậy đi. Xịn ghê các bạn. Vào coi Con nhìn mắt này, hai bên này. Thấy chưa? Còn sao trang điểm cho em ý, cái mắt thật đẹp vào. chưa mẹ. Rồi, con tô thử đi, xem nó trông như thế nào. Tô vào mắt của em bé này này. Con tô vào để xem nó vòng kiểu gì. Chưa mẹ. Rồi, được rồi. Và chấm một điểm cái mắt ở đây thì mình phải cho tô xung quanh. Ngẩng cao đầu lên nhé. Rồi, mắt em đẹp lắm. Rồi đến mức gì nữa? Mồm em. Mồm em cười như nào? Được không? Được, đẹp. Rồi bây giờ vẽ một hình mặt khác đi. Mặt Các bạn thì con tô màu đi. không sai gì, em không cần phải tẩy. Ở đây sai một cái chỗ này. Sai chỗ nào? Sai chứ. À, ừ. Nhưng cẩn thận lại phéng vào của em nhé, hình mặt người của em nhé. Thổi phù phù đi cho nó bay hết. Thôi thôi thôi, xách 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 nhẹ nhàng như đẩy xe hàng này, nó sẽ tự nhá. Nhẹ tay đi. Thôi thấy thế được rồi, cái này nó chỉ đến thế thôi nhá. Thôi được rồi, là thôi cái đấy để trang trí cũng được cho đẹp. Ừ. Thôi thôi, lại trang trí lại, ngẩng mặt cao lên. Trang trí sách thế Vâng, rồi bây giờ tô màu đi. Ngẩng mặt cao lên con. Ngẩng mặt cao lên con. Ít. Mặt em màu gì ấy?
sẽ mặt em màu tím. Thôi đừng tô mặt màu tím trông xấu lắm. Cho miệng, miệng màu đỏ. Ừ. Mặt màu màu giống màu này này. Nhưng mà con không có màu này. Thì cho màu này. Màu vàng. Nhưng mà màu vàng là tóc. Là tóc màu nâu. Thôi nhưng mà anh nhận tao màu vàng rồi. Ừ thì tóc da màu khác. Da màu mình cam. Mình tô mặt màu nâu nhá. Ừ. Mặt màu nâu đi. Cho miệng màu đỏ nhá. Nhá được không? Được. Tại vì mẹ, mẹ tại vì các cô chỗ làm hay mẹ của mẹ hai đánh màu đỏ và bây giờ mình cho em bé màu đỏ đi nhá. Ok. Cho luôn mặt màu hồng nhá. Ừ. Mặt màu hồng uống uống rượu à? Môi đỏ mặt hồng thì nó không không nét. Thôi mặt màu nâu đi. Thôi, để con tô tóc màu vàng thế đã. Hoặc là con tô hơi bị lố rồi. Hơi bị lố à? Nè, chuẩn mấy tóc này nữa nè. À. Ngẩng mặt cao lên nhá. In. Nữa đi, cao nữa lên nào. Rồi, để nó ra giữa, cần dở ra giữa. Sao thế? Ngẩng cao mặt lên nào. Hơi gần. Không sao, không sao, không sao. Thôi, cái đấy không tẩy được nữa đâu, không là xấu hết cả mặt đấy, không là mẹ cất cục tẩy đi đấy. Không tẩy nữa. Đứng rồi đấy. Đứng chưa? Rồi, ok, tôi đi. Ngẩng cao mặt lên. Nữa đi. Chỉnh tô ngẩng cao mặt lên nào. Để cho kia chỉnh hơi không chỉnh kín lắm. Nhờ. Không chỉnh kín lắm à? Ôi trời ơi. Ngẩng cao mặt lên. Không không cho viết nữa bây giờ. Không ngồi kiểu đấy, thẳng lưng lên. Con màu đỏ có cả lên nè. Thằng xấu ác à. Thôi cho mắng tao lại mày. Mở mặt cao lên nào. Mẹ ưng cái miệng này không? Hả? Ưng không? Mẹ ưng không? Để xem mẹ có ưng không? Ưng. Mẹ ưng. Đã to nó đi con. Đây là mặt tức giận. Nhanh lên rồi tía Tần vẽ cái mặt tức giận. Khẩn trương. Không, không thích mặt tức giận nè. Thế con thích mặt gì? Con thích mặt bé vậy. Mai lại còn nuôi em bé. Nuôi em bé á? Em bé của Ỉn không? Thế... Không phải, đây không phải em bé, đây là chị. À chị. Đây là em bé, đây này. Vâng, em bé khóc rồi. Ừ, còn đây là chị. Ừ. Hai chị. Và bố đây.